cho hỏi dạ cô số 5. Cô ơi, cô làm Thái hậu Dương Dân Nga vậy, hội đồng thân có phải là chồng của Dương Dân Nga không cô? Hội đồng thân á là chồng của cô Lựu mà phải không? Đừng có hỏi về kiến thức. Cô đầy một bụng kiến thức hỏi tùm bảy cô. Anh số 3, tại sao em lại thích nhái giọng cô Bạch Tuyết? Dạ, ba mẹ em rất là thích nghệ sĩ Bạch Tuyết và nghệ sĩ Hùng Cường. Cái em mới nghe ba mẹ nói vậy đó, cái em mới tìm hiểu thử giọng hát của cô Bạch Tuyết. Cái em tìm hiểu ngồi cái em thích luôn à. Thích tuồng nào? Ủa mà anh có được hỏi không vậy anh Thành? Em có trả lời hỏi anh không vậy? Một cơn gió nhẹ vừa tạt qua mặt của anh Thành. Rồi. Mà tôi ghét nhất là cái thái độ chân thành. Anh có được quyền hỏi không anh Thành? Thành. Số 1, số 5 là không rồi. Dạ. Em nghĩ là số 1. Vậy hả? Em nghĩ là số 1 hả? Ừ. Dạ. Xin cảm ơn hai đội đã diễn sâu, tất cả đều bấm số 4. Ở đây người bí ẩn người ta diễn đã lắm rồi. Khách mời đội nhà diễn luôn.